7 dấu hiệu cho thấy một người đang cực kỳ ghen tị với bạn. Ghen tị là một cảm xúc mà tất cả chúng ta đều trải qua ít nhất một vài lần trong đời, một cảm giác tự nhiên của con người. Tuy nhiên, khi sự ghen tị trong một người ngày càng lớn hơn, họ có thể làm những điều để khiến cuộc sống của bạn trở nên tệ hơn, không được như mong muốn. Hầu hết mọi người đều che giấu cảm xúc này sâu bên trong và thật khó để nhận ra họ có ghen tị với chúng ta hay không. Dưới đây là 7 dấu hiệu để nhận biết một người có đang cực kỳ ghen tị với bạn hay không. Một, họ khen bạn nhưng luôn kèm theo một lời hạ thấp bạn. Người ghen tị với thành công của bạn sẽ thường là người đầu tiên khen ngợi hoặc chúc mừng khi bạn nhận được tin tức tích cực nào đó. Tuy nhiên, cách họ khen hay chúc mừng lại rất kỳ lạ. Những lời khen, lời chúc mừng của họ, nó không hề thật lòng và có thể luôn ngầm chứa sự mỉa mai và chọc ngoáy. Chẳng hạn như khi bạn tìm được việc tốt, một người bạn ghen tị sẽ nói kiểu này: "Tốt quá, chúc mừng cậu, nhưng sao người ta lại nhận một người thiếu kinh nghiệm như vậy nhỉ?" Họ có thể rất giỏi giả vờ rằng họ không ghen tị với bạn, nhưng sâu thẳm bên trong, bạn sẽ biết có điều gì đó không đúng trong cách họ cư xử. 2. Họ hạ thấp thành tích của bạn. Những người thân thiết là người bạn sẽ muốn chia sẻ thành công, niềm vui và muốn ăn mừng những dịp đặc biệt cùng với họ. Nhưng một kẻ ghen tị, đóng giả bạn thân sẽ không thể chia sẻ niềm vui với bạn. Dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất là cách họ phản ứng với thành tựu của bạn. Họ có thể dùng thứ tiêu cực khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng. Họ có thể hạ bệ chúng và giả vờ đó không phải là vấn đề lớn như vậy hay hoàn toàn gạt bỏ chúng. Họ có thể sẽ nói với bạn những câu như: "Tôi cũng có thể làm được như vậy. Chuyện đó có gì mà to tát?" Hoặc: "Bạn có vẻ may mắn nhỉ?" Người ghen tị cũng có thể lấy những thành công của họ ra để dìm bạn xuống, luôn muốn bạn phải cảm thấy thua kém họ. 3. Họ hả hê trước những thất bại của bạn. Ngay cả khi đó là một sai lầm từ rất lâu hay vừa mới xảy ra, người đang ghen tị sẽ nói với bạn, sẽ là người đầu tiên nói rằng: "Mình đã nói với cậu rồi mà." Họ cảm thấy hạnh phúc và hả hê mỗi khi bạn gặp phải những điều không may mắn hoặc thất bại. Bất kể người đó là ai, những người vui mừng hoặc hài lòng khi người khác thất bại đều không phải một người bạn để mình gắn bó. 4. Họ chỉ trích bạn mỗi khi có cơ hội. Một người bình thường có thể buông lời chỉ trích bạn vào một vài ngữ cảnh cụ thể, song người ghen tị sẽ làm điều đó để khiến sự nghiệp của bạn lụi bại. Họ vạch ra sai lầm của bạn mỗi khi có cơ hội và rất thích thú với điều đó, chẳng ngại khiến bạn phải xấu hổ trước đám đông. Nếu bạn quyết định chất vấn họ về điều đó, họ có thể sẽ viện cớ, chẳng hạn như nói rằng bạn đã thay đổi khác với ngày trước hoặc bạn thật kiêu ngạo tự phụ. 5. Họ làm mất động lực của bạn. Một người bạn hay ghen tị sẽ liên tục chỉ trích hành động hoặc lựa chọn của bạn. Bất kể bạn làm gì, thì những người này luôn hướng các quyết định của bạn thành một điều tồi tệ. Giả sử bạn ý tưởng hay hoặc có dự định mới cho tương lai, thay vì vui mừng và động viên bạn, thì họ lại nói với bạn rằng bạn sẽ không làm được điều đó, hay việc đó rất khó khăn và nó không thể thành công đâu. Họ luôn tìm mọi cách để bạn cảm thấy tự hoài nghi và cảm thấy bản thân không có năng lực. Họ không muốn bạn trở nên tốt hơn và cũng không muốn bạn trở nên xuất sắc hơn họ. 6. Họ làm bẽ mặt bạn trước mặt người khác. Đôi khi chính bản thân người đó cũng không nhận ra rằng họ đang ghen tị với bạn. Ban đầu họ sẽ nảy sinh cảm giác không thích, đặc biệt nếu bạn đạt được điều gì đó mà họ luôn mong muốn. Vì vậy, nếu bạn nghe tin người đó đang nói xấu sau lưng bạn thì cũng không có gì lạ. Họ ghen tị và muốn hạ thấp bạn trước mặt người khác. Nếu bạn quyết định đối chất với họ về điều đó, họ càng có cớ, chẳng hạn như nói rằng bạn đã trở nên thay đổi hoặc kiêu ngạo. 7. Họ soi mói bạn trong khi luôn cố bắt chước những đặc điểm và tính cách của bạn. Hành vi bắt chước, sao chép thường là dấu hiệu của sự xu nịnh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người ghen tị với bạn có thể cố gắng bắt chước kiểu tóc, trang phục, cách đi đứng và nói chuyện giống bạn, dần khiến bạn phải cảm thấy khó chịu. Nếu bạn thường hút mọi ánh nhìn, họ sẽ bắt chước phong cách thời trang của bạn và thêm chút nhấn nhá của riêng. Họ bị ám ảnh bởi những gì bạn có và rất muốn có được nó. Đối với những người ghen tị, nó giống như một trò chơi xem ai mặc đẹp hơn. Điều tốt nhất bạn có thể làm trong tình huống này là cố gắng không chú ý nhiều đến bản sao đó. Về mặt tích cực, cảm giác ghen tị có thể giúp chúng ta nhìn nhận và tìm ra những điều mà chúng ta vẫn còn thiếu.
những điều khiến chúng ta cảm thấy ghen tị với người khác và kích thích chúng ta học tập hoặc làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình. Đừng để sự ghen tị của bạn vượt quá giới hạn và biến thành một thứ xấu xí. Nó sẽ hủy hoại chính cuộc đời bạn cũng như những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đang có trong cuộc sống. Xung quanh bạn có những người bạn nào có một trong những dấu hiệu ở trên hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về điều này ở phần bình luận nhé! Roll up to the party, roll up to the party.